cây sai từ Clock với rất nhiều nhà tù, chiến đấu với con boss mạnh nhất thế giới The Mothership. Vậy ai sẽ là người chiến thắng ở trong cuộc chiến này? Hello mọi người, mình lại quay trở lại với Toilet Tower TV rồi đây. Bữa giờ chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình lại không online và mình không đăng video ở trên kênh này đúng không? Thì một lần nữa mình lại bị YouTube cho một gậy cộng đồng mọi người ạ. Ôi, tôi nói tôi không hổ danh là bà hoàng trong làng bị ban kênh ấy. Chính vì lý do đó mà 7 ngày vừa qua mình đã không thể nào mà đăng video được. Mình cũng không đăng được cả video ở cái đợt mà update luôn. Mãi cho tới hôm nay thì mình mới được mở khóa ban kênh. Và mình sẽ lại tiếp tục đăng video ở trên kênh này. Hy vọng là mọi người chưa có quên mình nha. Ở minigame lần trước, bạn mà đã nhận được con Sword Camera của mình chính là bạn này nè, với giá là 399 Robux. Chúc mừng các bạn nha. Xin lỗi vì mãi đến hôm nay mình mới có thể tặng quà được cho bạn. Ở trong minigame hôm nay, để đền bù lại cái sự chờ đợi của các bạn, thì minigame hôm nay sẽ là một con với tỷ lệ siêu hiếm chỉ có 0.5% thôi. Ở cái hòm mà Get mới chính là con cây Santa Clockman. Đây là một con unit rất là đặc biệt, và đặc biệt là nó hiếm nữa và có cả chữ ký của mình nha. Việc các bạn rất đơn giản thôi, đừng quên đập nét cái nút like để ủng hộ cho mình nha, cũng như bấm vào nút đăng ký trở thành thành viên trên kênh của mình và trả lời cho mình một câu hỏi trong video, để lại tên như vậy của các bạn thật là chính xác nha. Kết quả thì mình sẽ công bố ở video sau nè. Con để xem trong video hôm nay bọn mình sẽ có những thử thách gì thì bắt đầu về video cùng với mình thôi. Get go! Cả nhà biết tin gì chưa? Tham khảo Robux, Team Unit hay tất cả mọi thứ về Roblox, Blockwood, Toilet Tower Defense, Anime Defender và các thông tin về minigame về mình tại link bio được ghi ở dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Trong lần update gần đây nhất thì bọn mình sẽ có một cái hòm mới, đó là hòm Get. Hôm nay bọn mình có thể mua bằng gem với giá là 250 gem một hòm. Vậy thì mình mua 10 hòm, nó sẽ rơi vào là 2.500 gem. Đầu tiên ấy thì mình sẽ quyết định là mình sẽ mua khoảng 35.000 gem để coi là mình có mở được cái con cây 0.05% không. Mình tất nhân phẩm trước mọi người. Cái hòm này ấy, nó khác của mấy hòm kia, nó chỉ mở được có 8 hòm một lúc thôi. Để tôi xem lần đầu ra cái gì nào. Rồi, ra cái nịt luôn. Đây con, ba con Gravity Gun. Ba con này á, nó cũng rất là kiểu ngon đấy mọi người. Con Gravity nó có thể làm chậm được ý. Và mình thấy cái con Gravity Gun đấy ý, nó cũng mạnh lắm đấy nha. Để bữa nào mình sẽ làm thử thách với con Gravity sau. Còn hôm nay bọn mình sẽ làm thử thách với con Kay. Cái con mà nó có cái nhà tù cơ. Nào, cho tôi xin nào. Vẫn không chịu ra. Bốn hòm cuối cùng nào. Ấm mê lê xì bùa. 35.000 gem đầu tiên ra đúng cái nịt mọi người ạ. Thế thì mình sẽ tiếp tục mua tiếp nha. Mình sẽ mua tổng cộng là 200.000 gem. Để xem là với 200.000 gem thì tôi chắc chắn kiểu gì nó cũng phải ra một hai con chứ đúng không. Làm sao mà xui đến mức không ra. Ok, hồi đầu thì mình có là 2.500.000 gem. Bây giờ mình còn có 2.300.000. Thì là mình đã mua tổng cộng là khoảng gần 200.000 gem nha mọi người. Tôi không tin là với 200.000 gem mà tôi không ra đấy. Không thể nào mà 200.000 gem mà không ra. Nếu mà thật sự 200.000 gem mà không ra tôi sẽ bỏ game. Chứ không thể nào mà xu như thế được. What the? Anh em có nhìn thấy cái gì không? Không phải là một con mà là tận hai con. Ui, admin sợ mình nghỉ game hả? Tôi mua tận là 200.000 gem, mà thực ra mình mở mới có khoảng 50.000 gem, là nó cho mình tận hai con mọi người ơi. Kỹ luôn, cho chắc nè. Ông admin đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi rồi. Mà sau khi tôi thấy tôi mở xong tôi còn dư cả đống rương luôn á. Mình mở đâu khoảng có 50.000 gem mà được tận hai con. Lâu lắm rồi mới có cái vụ mà hên đột xuất như thế này, chứ bình thường tôi xu muốn chết mà. Ok, let's go. Bây giờ có unit là mình sẽ mang vào trong Elite và mình sẽ bắt đầu thử thách của mình nha. Bây giờ bọn mình đã có cái Speed 2X rồi nè. Nếu như các bạn đạt được rank 10 của chế độ Elite thì các bạn sẽ có là Speed X2 á, mình sẽ đi nhanh hơn á. Đây là bạn nào chưa có rank 10 ấy, thì nhớ là ráng cày nha. Còn nếu như bạn nào lười cày rank quá thì lo gì? Có Dan Momoro Vlog lo. Các bạn có thể bấm vào dưới ở phần link mình ghi ở dưới phần bình luận và phần mô tả đó.
Quay trở lại với thử thách ngày hôm nay thì trong cái thử thách này mình rất muốn thực hiện một cái thí nghiệm, đó là đối với lại con cây xanh tịch lốc men. Mình sẽ đặt thật là nhiều con cây, khoảng là mấy trăm con ra. Sau đó là mình sẽ cho nó đẻ ra cái lồng á, để xem với lồng của Santic Clockman thì bọn mình có thể nhốt được bao nhiêu con boss nha. Và bọn mình sẽ thử với những con boss mà có cả tỷ máu, để xem chúng ta sẽ chiến thắng bao nhiêu con Toilet và thất bại ở những con boss nào nha anh em. Mình đang ở trong server của đối tác cho nên mình có thể chỉnh được số lượng unit. Chứ còn thật ra nếu mà cái con cây này các bạn chơi ở server bình thường ấy thì chúng ta chỉ có thể đặt tối đa ra được là 2 con unit thôi. Giống như kiểu nó là unit secret ấy, nên là nó sẽ có giới hạn đặt. Còn như mình thì mình sẽ đặt được rất là nhiều nên mình sẽ cố đặt nhiều nha. Sau khi mà tôi đặt 24 con unit với lại mình nâng cấp nó lên thì mình mới phát hiện ra một điều mọi người ạ. Đó là khi mà mình đặt nhiều con cây như này ấy thì chỉ có mấy con mà ở gần cái đường đi của con toilet nó mới đẻ ra cái lồng thôi mọi người ạ. Còn mấy con mà đứng ở sâu trong góc trong này nè thì hầu như là nó không đẻ được cái lồng nào hết. Bởi vì ở đây mình đếm được ấy là mình có 24 con, nhưng mà cái số lượng lồng mà mình có chỉ có khoảng là 12, 13 cái lồng thôi. Vậy là mấy cái con ở trong góc này nó vô dụng rồi, nó chẳng được cái tích sự gì hết anh em ạ. Thế nên là mình sẽ đổi lại chiến thuật. Đó là thay vì mình đặt tràn lan nó ra thì mình sẽ đặt mấy con unit nó ở sát đường. Như vậy cũng dễ cho mình nâng cấp, chứ nếu không á, mình đặt cả đống ra tốn công mình dành cả thanh xuân để nâng cấp cho nó thôi, chứ bọn nó cũng đâu làm được cái gì đâu. Con này lúc đầu mới đặt ra thì cái lồng của nó sẽ có hai mức. Các bạn có thấy thanh kiếm ở trên đầu không? Thanh kiếm ở trên đầu là nó sẽ nhốt là mấy con toilet cho đủ 10.000 máu này. Sau đó thì sau khi mà nhốt đủ 10.000 máu rồi thì nó mới xuống nó trừ cái số máu ở phía dưới ở cái thanh màu xanh ấy. Vậy là tổng cộng ở cái level 1 khi mình mới đặt ra ấy, bọn mình có thể nhốt được tận là mấy con unit 30.000 máu. Tổng cộng là 30.000 máu ấy. Còn lúc đầu mình chơi mình không hiểu mọi người ạ. Bởi vì mình kiểu mình thấy nó khó chơi mà mình không hiểu cái nguyên lý của nó ấy. Xong chơi một hồi thì mình mới biết là nó có nhiệm vụ là bắt và khống chế mấy con toilet. Nhưng mà có một cái khuyết điểm của nó là nó chỉ có tối đa là 2 con. Khi cái lồng ở level max thì nó được 2.500.000 máu. Thì mình nghĩ là các bạn nên suy nghĩ xem có nên cầm con này vào trong elite không nha. Bởi vì chưa kể cái lúc ấy mà mấy con toilet á, mà nó máu trâu á, con boss ấy, thì nó có thể giải cứu đồng đội. Giải cứu phát là bọn nó tràn vô nhà luôn ấy. Mình sẽ ráng đặt ra cho đủ 200 con đi nha. Như vậy số cho nó tròn. Đã đặt xong. Bây giờ nó ở level 1 thì cái lồng nó còn hơi ít máu. Nó chỉ có là 20.000 máu. Và cái điểm kiếm của nó là 10.000 thôi. Tổng cộng là 30.000. Thì các bạn có thể thấy nè, mấy con toilet á mà máu nó ít là nó sẽ bị nhốt hết vào cái lồng nè. Còn mấy con toilet bự hơn ấy, nếu mà nó ít máu hơn cái lồng của mình thì nó cũng bị nhốt. Còn nếu như mà nó nhiều máu hơn cái lồng thì nó sẽ ủi ngang qua cái lồng của mình luôn. Trong lúc mà nó đang bị nhốt, nếu mà có con toilet nào đấy mà nó phá hủy cái lồng thì nó sẽ được thả ra mọi người ạ. Giống như là mấy con toilet kia nó giải cứu mấy con bị nhốt ấy. Mấy con san tịch của mình thì nó sẽ đẻ ra được tối đa là 3 cái lồng ở way thấp á. Ở cấp thấp thì cái lồng nó sẽ ít máu hơn. Còn lên cấp cao thì cái lồng nó sẽ được nâng cấp và nó tăng máu lên thôi, chứ nó chỉ đẻ tối đa là 3 cái. Nó sẽ không có hơn đâu. Thời gian nó là 25 giây trong trường hợp nó không bị khống chế. Tới khúc này thì mấy cái lồng nó không thể nào mà chịu được sức ép của mấy con toilet nữa, cho nên mình sẽ lại dành cả tuổi thanh xuân của mình ra để mình nâng cấp 200 cái con unit của mình lên level max nha. Khá là mất thời gian á. Ủa cái gì vậy? Tôi đang đứng tôi nâng cấp mà cái con này nó triệu hồi ra cái lồng nó nhốt tôi luôn rồi. Ôi, thả tôi ra. Trời ơi, tôi là chủ của mày mà cái con này. Ui, nó không biết mình là chủ của nó nhốt mình luôn anh em ơi. Mẹ, tôi không ra được, tôi bị mắc kẹt với con toilet rồi. Trời ơi, thả tôi ra đi ông ơi. Chắc mình phải dùng cái lệnh fly để mình bay lên trời thôi. Cái con này nó báo quá. Nó không biết mình là chủ của nó mà nó nhốt mình luôn mới kinh chứ. Ơi, mắc kẹt. Quái thật cái chứ. Bởi vậy chơi nhân vật bé, lâu lâu báo thật. Hồi nãy mà mình mập thì không biết mình có bị nhốt không, chứ mà mình bé quá nó nhốt mình. Nó tưởng mình là con toilet nó nhốt mình luôn. Ok, let's go. Cuối cùng xong rồi anh em ơi. Sau khi mà dành cả tiếng đồng hồ để đi nâng cấp thì bọn mình đã có những cái con Santic level 5. Bây giờ để sương sương vào đầu thử thách thì tôi sẽ triệu hồi 100 con Mutant Toilet.
Ôi, nó không kịp ra luôn em ơi. Nó bị nhốt hết. Bởi vì con này nó chỉ có 117.000 máu thôi, mà cái lồng của mình lại có tận 2 triệu máu. Nên là bọn nó không có tuổi anh em ạ. Thậm chí tôi còn không thể nào mà tìm với con Mutant Toilet nó nằm ở cái vị trí nào anh em ơi. Hiện tại bây giờ mình đang quay 71 cho nên là mình sẽ quyết định mình không chơi như mấy con boss mà cùi cùi như là mấy con Mutant này nữa. Mình sẽ triệu hồi cái con boss ở quay 70, chính là con Guardian Tuki, con gà. Mình sẽ gọi ra trước 10 con xem thế nào. Đây nè anh em ơi, gọi 10 con Tuki ra thì bắt đầu nó mới phá mấy cái lồng của mình. Chứ còn như cái con Mutant Toilet hồi nãy thì nó không làm được gì cả. Oh my god, nguyên đám của tôi ngủ hết. Nhưng mà hên quá, sau khi ngủ thì mấy anh lại triệu hồi lồng rồi. Vậy là 10 con Tuki bị đến đây là nhốt hết rồi anh em ơi. Vậy thì mình sẽ quyết định triệu hồi đua Cargo Toilet ở quay 80. Con này thì nó sẽ có mấy con glitch, để xem là nó sẽ đi được tới đâu nha. Đây, nó ra một đống này, 10 con này anh em. Khi nó ra thì mấy con glitch nó đu vào. Thì không biết là liệu rằng ấy, mấy cái lồng này có nhốt được con glitch không nhờ. Glitch có bị nhốt không đây? Nhốt luôn rồi mọi người ạ. Con glitch nó bị nhốt vào cái lồng đây rồi. Ôi bây giờ nhiều nhà tù quá, tôi không thể nào mà tìm ra được con glitch nó nằm ở cái vị trí nào. Mà tôi sợ tôi chui vào một phát nó nhốt tôi hồi nãy nữa. Mình sẽ triệu hồi Broken Heart 10 con thôi. Broken Heart có 85 triệu máu. 85 triệu máu mà nhân với 10 con thì nó sẽ gần 1 tỷ máu. Với cái đống nhà tù này thì liệu chúng ta có cản bước được con Broken Heart với 1 tỷ máu không nhờ? Các bạn biết sao mình tính 1 tỷ máu không? Bởi vì ngoài con Broken Heart bọn mình sẽ có thêm mấy cái con như là nhà vệ sinh xương băng này nè, mấy cái con mà của quay 81 ấy, thì bọn nó sẽ đi rất là đông. Tổng cộng máu của tất cả cái lũ này ấy hơn 1 tỷ máu ấy, chứ không phải 1 tỷ nữa đâu. Mấy con Broken Heart của mình nó bị lỗi sao? Đứng im ở đây một cục nè, ở đây không biết bao nhiêu con này. Con này giờ nó quyết định đứng im ở đây rồi. Mình sẽ tiếp tục triệu hồi ra DJ Toilet. Nó ở quay 100 và triệu hồi xương xương 10 con thôi. Ok, ra đi anh em ơi, ra đi cho tôi xem nào. Thể hiện đi nào. Mấy cái con Broken Heart nó lỗi rồi, nó đứng im một chỗ rồi mọi người ạ. Còn cái con DJ Toilet version 2 thì nó đi cũng khá là nhanh đấy nha. Nó đang ủi hết mấy cái lồng của mình. Khi mà nó phá cái lồng của mình thì nó giải thoát mấy cái con toilet bị nhốt ở trong lồng ra nè. Vậy là với 10 con DJ Toilet version 2 thì có vẻ như bọn mình không thể nào mà thắng được rồi. Thôi, mình phải xóa nó trước khi nó phá hủy cái nhà của mình. May quá, tí thì tan nhà. Chúng ta đã thất bại ở 10 con DJ Toilet level 100. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ solo với con Mutant Boomkin Toilet ở level 110. Và bây giờ mình lấy khoảng 5 con thôi anh em ạ. Con Boomkin 153 triệu máu. Con này nó có một cái chiêu làm ngủ, nên là mấy con san tịch của mình nó sẽ bị khống chế và nó không có đẻ được cái lồng. Mình thấy sao con này nó di chuyển nhanh thế nhờ. Di chuyển nhanh con nó trâu nữa. Nó phá hủy hết cái nhà tù xong nó giải cứu mấy con toilet ở trong nhà tù của mình ra rồi. Ôi không cản bước được bọn Boomkin rồi anh em ơi. Cố lên nào, còn một con. Cố lên. 97 triệu máu, 90 triệu máu. Ây, được anh em ạ, được. Được không đây. May quá, được anh em ơi. Vậy là với 5 con Boomkin thì bọn mình giữ được nó nha. Astro Toilet ở quầy 120. Và mình nghĩ với Astro Toilet thì chúng ta triệu hồi khoảng 5 con đi. Trời lớn luôn anh em ơi. Cũng lắm là xóe thôi chứ có cái gì đâu nhờ. Astro Toilet thì nó di chuyển cực nhanh. Ui nhìn nó ủi nè. Ui đi nhanh thế anh trai ơi.
tưởng thế nào, được cái đi nhanh thôi, chứ nó cũng không nguy hiểm mà con bung kinh vừa nãy anh em ạ. Con bung kinh vừa nãy do nó vừa đi nó vừa khống chế nên là tôi lại bị nhốt rồi. Ok, đang chạy trên đường bị con sang tịt nó nhốt tiếp rồi. Trời ơi là trời, may mà tôi còn có cái chiêu bay lên đó, không là tôi bị tụi nó nhốt. Mỗi lần mà tôi đi ngang qua cái đường là kiểu là tôi bị tụi nó nhốt. Chúng ta sẽ tiếp tục thử sức với lại Rabbit Toilet. Con Rabbit Toilet này nó có tận 320 triệu máu cơ. Con này nó cũng ủi cái lòng của mình nhanh y như con Astro ấy. Là con này nó có cái chiêu làm cho mấy con san tịch của mình ngủ tận 2 phút này. Con thỏ này nó khá là nguy hiểm đấy anh em ạ. Các bạn không ổn rồi mọi người ơi, nó đi tới tận đây mà bọn mình còn chưa có tiêu diệt được con nào hết á. Ôi, với tình trạng đi nhanh như thế này thì không được rồi. Hồi nãy chậm 1 giây thôi là tôi toang rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Con Astro Secutor, Astro Toilet con này cũng nguy hiểm, không kém cho con thỏ đâu. Là còn cái khiêng. Nên là mình triệu hồi thôi 4 con đi nha. Con này nó sẽ có cái khiêng. Ê, nhưng mà tính ra nó cũng không nguy hiểm mà con thỏ nha mọi người. Mình thấy con thỏ nó nguy hiểm hơn. Tại vì con thỏ nó nhiều máu hơn, con này nó có 139 triệu máu thôi. Mà mấy cái con Santic của mình nó đâu có xài chiêu gì đâu. Nó chỉ đơn giản là nhà tù và cản bước thôi. Nên là nó, dù con này nó có khống chế cho mấy con Santic của mình không xài chiêu thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Ok, ơi nhảy nhanh không thôi bị nhốt. Tiếp tục lại là Astro nhưng mà là Juggernaut Astro ở quay thứ 150. Và con này nó khá là mạnh cho nên mình ghi là 3 con thôi nha. Ok ra đi em ơi. 273 triệu máu. Con này nó còn mạnh hơn cái con Astro vừa nãy nữa. Tốc độ di chuyển của nó thì cũng nhanh hơn. Nhưng sao mình có cảm thấy là con này nó cũng không nguy hiểm mà con thỏ. Con thỏ này nó nguy hiểm hơn Astro. Ủa được không vậy? Ui được không vậy? 150 triệu được không? Để tôi còn biết đường tôi xóa đi nào, không tôi lại toang mất. Ui không được anh em ơi, không được anh em ơi. Ui tí toang. Phải, mình khinh địch rồi. Mình cứ tưởng đâu là nó không mạnh con thỏ ai gì, nó leo thẳng một đường gần tới nhà của mình. Lại thất bại rồi anh em ơi. Mấy con này nó trâu quá cho nên là cái ông cây san tịch này nói chung là cũng không làm khó gì được bọn nó đâu. Chúng ta lại tiếp tục triệu hồi họ hàng ngã Astro ra, đó là Cario Astro Toilet quay 160. Lần này mình chỉ triệu hồi một con thôi. Tại vì con này nó tận 1 tỷ máu cơ anh em ạ. Cho nên là mình sẽ triệu hồi một con chứ nhiều ấy, mình sợ là không được đâu. Con này nó đi khá là chậm và vừa đi thì nó sẽ vừa có cái chiêu bắn laser khống chế. Nhưng mà nó cũng không đáng kể lắm. Bởi vì nó khống chế một cái con san tịch thì những con khác nó vẫn đẻ ra cái lồng được. Mình có cảm giác như là không ổn và chúng ta sẽ lại thất bại ở con Cario Astro này rồi. Bởi vì nó quá trâu. Tới đây mà vẫn còn 500 triệu máu thì bó tay rồi, mới được có 40% mà. Lại thua rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ triệu hồi Astro Duchess 3 tỷ máu. Con này thì nó đi siêu nhanh rồi. Mình nghĩ là 200 Santic K không làm gì được con Astro Duchess đâu mọi người ạ. Vì vốn dĩ con này nó đã rất là trâu rồi mà nó còn đi nhanh nữa. Dù chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng mà về gần tới đích thì bọn mình còn chưa có xử được nó 20% máu. Nó vẫn còn 82%. Chỉ thắng bằng niềm tin. Bye bye Astro đúc chết nha. Con bot cuối cùng ở trong video ngày hôm nay, The Mothership, mình chỉ triệu hồi cho vui thôi chứ chắc chắn là bọn mình sẽ không bao giờ đánh bại được con The Mothership đâu. Bởi vì nhìn máu của nó kìa, 9 tỷ máu.
dù con này nó đi chậm hơn con Etrodactyl nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ không bao giờ tiêu diệt được nó. Bởi vì như các bạn cũng biết thì cái con K ấy, nó chỉ có nhiệm vụ là đẻ cái lồng ra. Ngoài ra thì nó sẽ không có bất cứ cái chiêu thức nào để đánh mấy con Toilet ấy. Nên là chỉ dựa vào cái cây này thôi thì không bao giờ mà thắng nổi The Mothership. Cho nên là mình lại thất bại rồi, nhưng mà không sao. Đây là một con unit cũng khá là đặc biệt và mình thấy nó cũng nói chung là có để sưu tập mọi người ạ. Bởi vì cái số lượng đặt ra quá là ít, có 2 con thôi. Nên là nếu mà cầm vào Elite thì các bạn phải suy nghĩ thật là kỹ nha. Và ở trong video ngày hôm nay sẽ có một bạn may mắn nhất nhận được con Kaisantic Clockman này của mình. Việc các bạn rất là dễ thôi, đừng quên đó là đập nét cái nút like để ủng hộ cho mình. Vì tôi suốt ngày bị ban kênh, lâu lâu mới đăng được một video mà các bạn lại còn xem chùa nữa. Chắc là tôi buồn lắm ấy, cho nên mọi người đừng cứ xem chùa nha. Xem chùa là không tốt đâu. Với lại nhớ bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên ở trên kênh của mình nhé. Để lại tên nhân vật của các bạn thật là chính xác, giúp cho mình nhớ nó phải thật chính xác. Bởi vì nếu sai thì mình sẽ gửi unit cho người khác, tiếc lắm á nha. Chọn cho mình một cái số may mắn nhất từ số 1 cho đến số 1000. Kết quả thì mình sẽ công bố ở video sau nè. Còn video ngày hôm nay của mình thì đã kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà coi video của mình từ đầu tới giờ nè. Nếu có bất cứ cái thử thách gì hay thì đừng quên để lại dưới phần bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye cả nhà.